tốt đẹp hơn. Qua đây cho phép tặng tài trân trọng giới thiệu đối quý vị thành phần ban nhạc của chúng ta để quý vị tiện dịp theo dõi tiếng đàn guitar ngọt ngào mà quý vị thưởng thức nãy giờ, tiếng đàn của danh cầm Hữu Hạnh đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Danh cầm Hữu Hạnh chắc có lẽ là những người mẫu điệu ca cổ không xa lạ gì với anh. Và tiếng đàn sến ngọt ngào réo rắt của nhạc sĩ Nguyễn Long cùng tiếng đàn organ keyboard của nhạc sĩ đa tài Hoàng Sơn. Hoàng Sơn đàn được rất nhiều cây quý vị. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca nữ rất ngọt ngào, nữ nghệ sĩ Phi Yến. Xin mời em. Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình, Vi Yến sẽ mến tặng cho quý vị và khách ở đây một bài thân cổ được mang tên Ngợi ca quê hương em. Dạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Oh,
Thank you.